Tại lúc đó em thích một người con trai là tóc hai mái bồng bềnh nè, rồi áo sơ mi nè, quần tây nè, mang về hộp nè, y chang vậy luôn. Mê luôn á. Xuất hiện cái là... Vậy thì đến khi nào thì mái tóc bạn mới hết bồng bềnh? Dạ 7 năm sau. Thì lúc này ấn tượng lại khác nữa rồi. Tự nhiên giờ đầu lắc o à. Lần đó là tụi em nhắn tin qua lại, xong rồi cái hẹn nhau đi chơi. Thì lần đi chơi đó là em bật đèn xanh cho ảnh. Lúc đó em cũng đưa ra một hình ảnh về một người chồng tương lai của em. Cái anh nghe xong nó kêu: đi tìm giống vậy đi, anh không được đâu. Trời em quê chị. Người ái dòng cục. Giận tiếp. Giận bao lâu thì mới quê lại? Dạ 6 năm. Trời ơi. Trời dữ vậy. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng dành một tràng pháo tay để đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Tôi không ngờ sau gần một năm dẫn chương trình Vợ Chồng Son thì tôi đã tìm gặp một người em thất lạc mới chừng nào chú rể. Xin chào. Dạ. Không biết chúng ta ai lớn tuổi hơn ai. Thì trước tiên xin giới thiệu với bạn, mình hôm nay 36 tuổi, còn bạn? Dạ em 39 tuổi. Thì vậy là em lớn anh 3 tuổi. Đã tìm được người anh. Cùng hớt tóc chung một tèo. Xin anh giới thiệu với mình. Tôi Hồ Phú Quốc, làm nghề may. Thế chị? Dạ em là Thủy Tiên, 31 tuổi, là giáo viên mầm non. Vậy là cô giáo đi may đồ à? Dạ không có. Chắc là... Sao mà cô giáo gặp được? Thì lúc đó là em ở ngồi Đà Nẵng vô. Thời gian đầu là em mướn nhà đối diện là nhà vợ bây giờ. Thế là hai bạn quen nhau. Lúc đó thì vợ của anh là bao nhiêu tuổi? Vợ 11 tuổi à. 11 tuổi? Mình 19 tuổi rưỡi. 19 tuổi rưỡi, còn cô này là 11. Lúc đó mới để ý thôi chứ chưa quen. Thôi coi 11 mà bây giờ là 39 thì là... 20 năm trước là bạn này đã để ý bạn này rồi. Vợ em lúc 11 tuổi, cái cảm tình của em lúc đó giống như là ông anh với lại đứa em gái thôi gì? Thì lúc đó em đã cảm nhận được cái cảm giác của mình là như vậy rồi. Vậy là coi như trong tiềm thức á, là đây chính là cái người mà sau này sẽ phải làm vợ mình. Còn vợ thì sao? Dạ ấn tượng xấu lắm anh chị ơi. Hồi đó là anh hay qua nhà em xin bột ngọt, xin muối, xin đường, xin đá. Cái anh nói chứ: trời ơi cô, nhà cô có con bé xinh quá, mốt lớn gả con. Cái em nói anh đâu kỳ cục, sáng sớm qua nhà người ta xin gả con gái là sao? Tự nhiên kiếp. Em có nói ra câu nói đó không hay là dạ em không, để trong đầu để trong lòng thôi. Cái ấn tượng ban đầu của em về ông này là không ưa. Thế bây giờ hỏi anh nè, cái ấn tượng của anh về một cô bé 11 tuổi này là như thế nào? Rất là đẹp. Có một cô gái là cứ ngồi trước cửa nhà, xõa tóc dài, mà lúc đó tóc quăn, da trắng trẻo lắm, thì giống như là một hình ảnh của một cô bé người Liên Xô vậy đó. Lúc nào cũng mặc cái áo len ở ngoài, dài tay. Chiều nào mình đi làm về mình cũng thấy cái hình ảnh đó. Mình rất là ấn tượng. Thành ra nó giống như là nó in sâu vào trong cái tâm khảm của mình rồi á. Cái hình ảnh nó rất là tinh khôi. Anh ấn tượng về mái tóc. Thế em có ấn tượng anh về mái tóc lúc đó không? Dạ không, tóc ảnh hồi xưa bồng bềnh lắm anh. Vậy hả? Không có giống như bây giờ đâu. Mình hiểu, tại xưa mình cũng bồng bềnh. Lúc đó ảnh 19 tuổi à, ảnh thư sinh, ảnh non lắm. Hiền là hiền luôn, nhưng mà có cái câu nói mình không có thích. Nên không có nói chuyện. Là cái câu nói đó đó phải không? Sau này gả cho con đó. Dạ đúng rồi. Thì bao lâu thì bắt đầu hai người có cảm tình? Là 11 năm đó. 11 năm thì... lúc đó là cô bé này là 22 hả? Dạ không, ảnh lúc đó ảnh đến nhà em là ảnh 19, em 11. Cái anh đi 6 năm trời luôn. Đi đâu? Lúc đó là công việc của mình nó không có ổn định. Lúc chỗ này, lúc chỗ khác vậy đó. Đi 6 năm nhưng mà là rồi quay trở lại hay sao? Dạ đúng rồi, quay 6 năm lại. Thì tỉnh đó khoảng... thì cô này đã là 17. Dạ đúng rồi. Và 17 biết yêu chưa? Dạ chưa, nhưng mà lúc mà ảnh quay trở lại lần thứ hai là bắt đầu hít hít rồi đó. Hít hít. Mà tại sao hít hít? Tại lúc đó em thích một người con trai là tóc hai mái bồng bềnh nè, rồi áo sơ mi nè, quần tây nè, mang về hộp nè, y chang vậy luôn. Mê luôn á. Xuất hiện cái là... Vậy thì đến khi nào thì mái tóc bạn mới hết bồng bềnh? Dạ 7 năm sau. Thì lúc này ấn tượng lại khác nữa rồi. Tự nhiên giờ đầu lắc o à. Lần đó là tụi em nhắn tin qua lại, xong rồi cái hẹn nhau đi chơi. Thì lần đi chơi đó là em bật đèn xanh cho ảnh. Lúc đó em cũng đưa ra một hình ảnh về một người chồng tương lai của em. Cái anh nghe xong nó kêu: đi tìm giống vậy đi, anh không được đâu. Trời em quê chị. Người ái dòng cục. Giận tiếp. Giận bao lâu thì mới quê lại? Dạ 6 năm. Trời ơi. Trời ơi dữ vậy. Lúc mà em tự ái ra rồi, cái ảnh cũng năm tới một lần. Anh kiếm mẹ em không à. Kiếm mẹ em đâu gặp đâu. Em trốn.
Thân mẹ nhưng mà hỏi thân tin tức của con gái. Ủa nhưng mà lúc đó là em có bạn trai không? 27 tuổi á, là em có quen một người. Thời gian ngắn thôi, rồi em chia tay. Rồi còn em, lúc đó em có bồ không? Có chứ, vẫn quen một người. Cũng định lập gia đình, nhưng mà vì ba mẹ không đồng ý cho nên là em cũng chia tay. Sau thời gian chia tay 5 năm sau thì em mới quen chính thức với em. Ồ, vậy hả? Cái mối tình cũng lạ lùng quá. Các bạn lấy nhau được mấy năm rồi ta? Dạ, mới có 7 tháng. 7 tháng. Ồ, một cái thời gian biết nhau quá lâu như vậy. Rồi một cái cuộc hôn nhân là nó mới có 7 tháng thôi thì lúc mà lấy xong rồi có gì khác lúc mà tìm hiểu nhau? Dạ có chứ, nhiều lắm á. Khi mà em được nhận lời cầu hôn á, em thấy mình giống như là công chúa vậy đó. Anh này đúng là một người mà em anh nói thật là em mắc cỡ quá. Là được. Ảnh giống như là hoàng tử vậy đó, trong mơ luôn. Nhưng mà khi cưới về rất là nhiều cái chuyện xảy ra mình không nghĩ tới. Mình cảm thấy nó bị sốc lắm. Mình không nghĩ là cái người đàn ông mình chọn là như thế này. Ví dụ? Anh rất là ngang. Ví dụ như là xài điện thoại đi, em có cái tật đó là em úp xuống. Thì ảnh là bảo em á, úp xuống nó làm cái gì? Sợ ai gọi tới sao úp xuống làm chi? Rồi em ngửa lên, rồi cũng ngửa lên. Rồi có khi em để điện thoại đồng hồ thì thường là để hai chuông. Thì em thấy em phải gạt qua. Em gạt qua rồi cái ảnh nói ai gọi gì này nửa đêm nửa hôm mà sáng sớm vậy. Đó. Xong rồi có một lần khác thì em phải mở bát ra, em gắn bát mà. Để em mở khóa ra em không có cho nó reo nữa, ồn. Anh nói chứ làm gì mà bấm giờ này, làm gì sáng sớm vậy? Ai vậy? Trời ơi, tức dễ sợ luôn. Tức là ghen đó phải không? Dạ. Ví dụ như cái âm thanh của cái chuông báo thức á thì nó khác. Mà cái chuông mà chuông điện thoại gọi tới là mình phân biệt được. Nhưng mà em nói vợ là vợ nói không phải. Có nghĩa là em thì xác định cái việc ảnh ghen gì là không đúng, đúng không? Dạ. Chứ có cái lần nào mà em công nhận là ảnh ghen đúng không? Có lần nào mà ảnh ghen mà cái ghen của anh là nó hợp lý không? Hợp lý không mà, dạ không, còn hợp lý không? Cái hôm mà đám cưới em á, bà bác của bạn em gửi quà đó vô cho em từ ngoài Nha Trang. Thì bà không có đưa tận tay được, thì bà mới nhờ thằng cháu đưa cho em. Nhưng mà em đang đi làm nên em mới nói là thôi đưa qua cho ông xã em đi, tại vì nó ở gần chỗ ông xã của em. Thì không biết là hai người này nói chuyện gì với nhau. Thì anh lại về anh nói là quà đó là quà của thằng đó tặng chứ không phải là của bà cô đó tặng. Tại cái đó là cái đồng ngủ đó, là anh ghen lên, anh nói là bạn đó có ý đồ với em. Anh không có tin, anh cứ cãi ngang lên, thế là hai đứa giận nhau. Cái lý do của nó là như thế này, là nghe vợ giới thiệu là người bạn thân chơi được 5 năm rồi. Khi mà gửi quà xong em cảm ơn, xong em mới nói hai ngày sau cố gắng dành thời gian để mà dự đám cưới cho vui. Thì cái người bạn đó nói là hai ngày sau nữa em không rảnh, cho nên là trong em nghĩ là cái món quà đó là của người bạn đó thì không đi được mới gửi quà chứ. Mà vợ thì nói không phải, vợ thì nói là của bác. Sau món quà đó bắt đầu mới gây lộn rồi em mới khơi cái chuyện đó ra. Chứ không phải là ngay từ đầu là em đã nghi rồi. Rồi. Đúng không? Rồi. Thực ra như vậy nè, cái chuyện mâu thuẫn này là nó nghiễm nhiên là phải có thôi. Vì cái cuộc sống của hai bạn nó khác xa nhau nhiều lắm. Bạn này dạ, là 19 rồi. Tuổi là đã bươn chải rồi, là tự thân tự lập hết. Còn bạn này thì ở với mẹ từ nhỏ, lúc nào cũng có gia đình bên cạnh. Thì hai cái cuộc sống, hai cái môi trường nó đã khác nhau rồi. Đó, rồi là cái tuổi tác nó chênh lệch nhau nữa. Cho nên rằng là bạn này phân tích cuộc sống với một cái góc nhìn của một cái người đã từng trải. Bạn phân tích rất là logic. Còn bạn này thì là vô tư lự từ lúc mà nhỏ. Cho nên là phân tích, thì nói vậy thì em nói vậy chứ em biết sao vậy? Đúng không? Cho nên hai người chưa tìm được không cái tiếng nói chung thôi. Yeah. Cho một cái sự việc nào đó xảy ra trong cuộc sống vợ chồng thôi. Cái đời này cũng giải tỏa được chứ không có sao. Nhưng mà bây giờ để tìm hiểu thêm thì bạn cho biết thêm về những cái điều mà ngỡ ngàng sau khi cưới đối với bà xã của mình. Thì đã là vợ chồng thì cái gì cũng chung, chứ không phải là riêng được. Cái gì cũng phải chia sẻ hết tất cả mọi điều. Em muốn cái điều đó. Mà có như lắm lúc có những chuyện em biết, em hỏi thì vợ mới nói. Còn những chuyện mà em không biết, em không tìm hiểu, không cho biết, coi như là chuyện đó cho qua luôn. Ví dụ như đặt trường hợp như cái có một hôm vợ mua 4 cái áo về, bỏ trong cái bao á, rồi cái mặt cái lắm. Chẳng nói chẳng rằng gì hết. Thấy lạ đó. Em chờ vợ đi mà đúng là bữa đó em tò mò thiệt. Thì tìm hiểu ra thì trong cái bao nó có 4 cái áo. Còn nguyên nhãn luôn. Mà trong khi vợ nói là đồ thì em sống như đây được rồi, năm nay mình còn thiếu thốn. Em nghe cũng mừng. Vợ cũng biết chia sẻ cái tâm lý, cái kinh tế của mình. Rồi sao nói được câu đó, hai ngày sau lại mua 4 cái áo về cho. Mà vợ làm cái gì mà không rõ là nhìn con mặt là biết liền à. Mọi người có cảm thấy là đây là một cặp vợ chồng mà đây là vừa làm chồng vừa làm bố nè. Đây là vừa làm vợ mà vừa làm con nè. Em có thấy là chồng em không giấu em bất cứ điều gì không? Những cái mà ảnh chia sẻ thì em biết, chứ em cũng không tò mò, tại em tin. Còn em có cái cảm giác giống như vợ em không? Chưa hoàn toàn, khoảng 80 đến 85%. Chị thấy gì nè,
cô này á, cổ còn đang là chưa quen được với một cái cuộc sống mà tách riêng khỏi gia đình để mà hòa quyện vào một cái cuộc sống riêng. Cho nên á, rằng cái phương pháp của em là đúng, là để cổ tự nguyện. Mà cái tự nguyện đó là phải có cái sự định hướng dẫn nhất của em. Mẹ phải làm cho khéo. Có nghĩa là để cái nhu cầu cũ cần phải chia sẻ với em, đúng không? Nặng nề lắm á chị, em bị gò vô một cái đó, cái khuôn khổ em bức lắm á. Thì cũng chưa thể quen được đâu. Tụi em mới lấy nhau được có thời gian ngắn. Thì bây giờ là cái việc của mình là phải làm sao cho nó bền vững, để rồi mình còn vun vén cho con cái mình nữa. Sao hôm nay về tâm sự nhau nha. Rồi, cảm ơn hai bạn ạ.